Vì là của cháu giới thiệu thì bây giờ ông ngoại sẽ hát bài theo điệu Tấn Thông. À, dạ. Mừng xuân, thấy không? Bây giờ xuân cũng tập gần tới rồi, tháng 9 rồi. Thì bây giờ coi như là bài ca này mừng xuân. Dạ. Hôm nay xuân về đến nơi, chúng tôi ca hát để ăn mừng ngày xuân thanh bình. Chúng ta cùng nhau trong 3 ngày xuân, chúng ta cùng ca hát chúc bá già bước sang năm mới tiền bạc vô giàu. Mừng sang năm đánh lúa đựng đầy bộ, mừng chủ gia sống gia lão 3 niên, mừng xuân cùng nhau dịp khúc ca mừng xuân. Sang năm mới này nhà nhà được sống yên vui, mừng chúc xuân ta cùng hát. Có một cái bài gì mà nói về cái tình yêu á để gửi đến cô Hồng, để ông bài tự ca cho khán giả, cũng như là cô Hồng có xem được chương trình đó thì cô Hồng thấu hiểu được cái tình cảm của ông ngoại dành cho cô Hồng vào cái thời điểm này. Tôi nghe nói tiếng cô Hồng lòng tôi thấy đau nao, thương làm sao ôi biết bao là thương. Đó rồi đó. Mến chào quý bà con cô bác cũng như quý vị khán giả thân mến đã quay trở lại với nhóm của anh em tụi em. Thưa quý vị khán giả, hiện tại lúc này ông ngoại U77 cùng nhóm anh em đang có mặt ở khu vực Bình Thuận. Chuyện là như thế này, chắc hẳn một điều quý vị khán giả đã thấy cái hình ảnh của cụ U77 xuất hiện trên kênh vào tối ngày đêm hôm qua. Và trong đêm hôm qua, một mình ông ngoại bắt xe đi Bình Thuận để quyết tâm tìm được cô Hồng. Và đó là lý do mà ngày hôm nay sáng sớm anh em tụi em tức tốc bắt xe ra Bình Thuận để gặp ông ngoại. Tụi con gửi lời chào tới ông ngoại cũng như quý vị khán giả gửi lời chào tới ông ngoại. Hiện tại cái tình hình tìm kiếm cô Hồng với cái nguồn thông tin ít ỏi thì cái việc tìm kiếm diễn ra tới đâu rồi thưa ngoại? Thì nói chung là ngày hôm qua tụi đi ngoại coi như là mấy người ta đó thì mới có ai biết mình lợi quán cà phê rồi này nọ gì đó, thì dài trong người mình vô mà nói hỏi thăm thì người ta nói phải không biết địa chỉ nào thì hỏi người ta mới chỉ được, còn không biết địa chỉ mà người ta không biết thành nó rất giả vậy đó. Mà cũng nhờ mấy cháu là đi ra mà tiếp xúc với ngoại mới là cũng đỡ chút gì, chứ còn ngoại kiếm không được. Dạ. Xin gửi tới quý vị khán giả đôi lời như thế này, khi mà hôm qua thuê cái khách sạn cho ông ngoại ở thì anh em tụi em cũng là về nhà anh ấy về quý vị khán giả, rồi không hiểu lúc đó mà suy nghĩ như thế nào thì ông ngoại lại quyết tâm là đi tìm cô Hồng. Chắc có lẽ đâu đó là cái tình yêu của tuổi già mong muốn là được gắn kết kết nối với cô ấy hả ông ngoại? Bởi vì ông ngoại có nghe cô Hồng nói lên em đi đâu nè, thì cô Hồng có một người con gái, người cũng là học coi như là đại học đó. Rồi cô Hồng cũng nói nhiều cái chuyện mà làm cho chú cũng có cái tình cảm với cô Hồng đó. Dạ. Cho nên chú quyết tâm chú đi ra ngoài để mà tìm hỏi cho giáp, cho tính cũng dễ dàng hỏi được. Nhưng mà cuối cùng mà hỏi không ai biết hết trơn. Nhưng mà với cái nguồn thông tin ít ỏi thì làm sao mình có thể tìm được? Ngoại có thông tin gì về cô Hồng không? Thì bây giờ nói chung là bây giờ nhờ mạng của mấy cháu đưa lên đây rồi, cô Hồng nếu mà có cảm tình với ngoại đó thì cô Hồng lên tiếng ưng ông ngoại hay là không. Dạ, thì dạ. Cô Hồng nói một tiếng để cho ông ngoại an lòng, an lòng ông ngoại đi về chứ. Dạ. Ông ngoại lên đây là quyết định là tìm bà ngoại là cô Hồng á. Dạ. Còn bây giờ nếu mà cô Hồng chịu không chịu gì á, có điều kiện gì cô Hồng cũng coi cái clip đó mà lên tiếng cho ông ngoại biết. Dạ. Nhóm tụi con thì thực sự rất là mến ông ngoại cũng như là rất là thấy thương cái tình cảm của ông ngoại dành cho cô Hồng.
Nhưng mà con muốn hỏi thực sự là với cái nguồn thông tin như thế nào mà ông ngoại dám gan để là đi ra Bình Thuận vậy ông ngoại hả? Thì bởi vì nói chung là nghe cô học nó nói là cổ có đứa con gái cũng học về ngành dược. À, dạ. Rồi cô Hồng cũng là biết ở trong ngành dược nữa. Dạ. Thành ra tôi thấy cái chỗ của tôi đó, mà nếu cô Hồng bước được Hồng về đó đó, thì coi ra cái cảnh mà làm ăn nó thuận lợi cho cái nghề nghiệp đó dữ lắm. Bởi vì bao la không có một cái chỗ nào thuốc tây ha. Bán thuốc tây. Nhưng mà ý con hỏi là ông ngoại có thông tin gì của cô học ở ngoài Bình Thuận mà để ra ngoài kiếm? Mình đâu có biết số nhà hay là không có biết gì hết, đi là đi đại kiếm vậy thôi, mình tính hỏi thăm người ta biết. Trời ơi. Nhưng mà bao la vô tận người đâu có hỏi biết nổi. Là giờ ông ngoại có quyết tâm là coi như tìm bằng được cô Hồng là theo những cái thông tin ít ỏi đó hay không, hay là ông ngoại nhờ vào truyền thông để tìm cô Hồng hả ông ngoại? Thì bây giờ nhờ các cháu tìm giùm cô Hồng coi cái dùm cho ngoại, cho ngoại bây giờ ngoại cũng hết biết là làm sao, mà bây giờ đi ông ngoại mà nó xa xui vậy đó. Nhưng mà ra ông ngoại rồi không có gặp rồi, bây giờ ông ngoại cũng hết biết à. Bây giờ bà quá không biết làm sao rồi nói. À, vậy thôi mình đi kiếm cái chỗ nào mình ngồi nghỉ mệt xíu đi ngoại. Để là sức khỏe cũng không được tốt. Và vâng thưa quý vị khán giả, đây là một cái công viên ở khu vực Bình Thuận. Em lúc này cũng chưa biết rõ là cái địa chỉ ở khu vực này là ở đâu và như thế nào nữa. Chuyện là như thế này, thì buổi sáng sớm thì bên phía ông ngoại có tụi em di chuyển lên khách sạn á, thì không thấy ông ngoại ở đó nữa. Bên phía tiếp thân đó thì chia sẻ rằng ông ngoại nó đi từ lúc đêm hôm, quá bất ngờ và bỡ ngỡ với sự việc nên là có nhờ Nam và anh Trung, Thành Trung TV cũng như là Nam Lên Thang Kiên Giang và Quỳnh Phi TV điện thoại cho ông ngoại để là biết được cái tình hình của ông ngoại đang ở đâu đó, rồi bỡ ngỡ cái sự việc là ông ngoại đang ở ngoài Bình Thuận. Và anh em tụi em cũng là thuê xe tức tốc để là di chuyển ra để là gặp ông ngoại, biết đâu hỗ trợ được cái điều gì đó để một mình ông ngoại đi tìm cái tình yêu của già mà lan bạc ở ngoài nha. Đất Bình Thuận thì thật sự mà nói thì nó cũng không được tốt lắm. Ông ngoại chính xác hôm nay bao nhiêu tuổi rồi ngoại hả? Ngoại 77. 77 đó hả? Rồi tổng cộng ông ngoại ở dưới quê là mình có bao nhiêu người con ạ? Ở dưới thì ngoại được 9 đứa, 4 trai 5 gái. Ồ, 4 trai 5 trai 4 gái. Con đông lắm nhưng mà giờ nó nhà cửa nó đã ngoại chơi thì nó giàu hết chứ. Con cái mình làm gia đình hết luôn hả? Ừ, lập gia đình hết chứ. Còn mình anh ngoại mình coi như sống mình anh. Lập thân. Tính ra anh cũng buồn ha. Ừ, buồn quá rồi, anh có về lên nhà có tốt quá. Dạ, nhà về ngủ của mình anh buồn quá, buồn ra không có ông này nó cũng nói mệt tình cảm khổ dữ lắm, cho nên cố gắng phải vượt lên cái lý đó mà coi kiếm không lập. Bây giờ nó buồn quá trời luôn. Dạ, tính một người kiếm một cái người như con Hồng để là bầu bạn lúc con già tới khi chiều cả nhà. Có vẻ như cái tình yêu về già của mình cũng khá chắc chở ha ông ngoại. Chắc chở nhờ gắt quá trời đó, phải làm biết được điểm đấy, tới đâu cũng đi tìm đấy. Chứ đừng nói bình tĩnh, tới đâu cũng đi luôn. Ừ, đi đâu cũng đi hết á. Nhưng mà để coi cô Hồng coi có bắt được tin rồi cô Hồng trả lời coi cô Hồng chịu không chịu gì nói cho chú biết chú khỏi trong đợi đi á. Dạ. Thế bây giờ là thằng Trăng là buồn quá. Biết cho mình cũng cam lòng ha. Được hay không gì cũng được hả ngoại. Nhưng mà nếu mà được thì vui hơn hả ngoại. Ừ, được thì nó vui. Hay là mình ngồi đây đi, Ở đây có cái quán cà phê. Rồi, ngồi thấy chưa ha. Ngồi tâm sự với nhau chứ cái khung cảnh cũng khá là đẹp. Rồi sáng giờ là ông ngoại ăn uống gì chưa? Cũng có ăn mà này nọ rồi, có ăn rồi, lai gai rồi, cũng uống cà phê rồi. Dạ. Rồi cái tình hình qua nay mình đi mình có liên hệ với
con cái mình để nói một cái tiếng cho anh chị ở dưới an lòng không ngoại. Bây giờ tính bữa nay chưa mấy điện về, chứ còn hôm giờ cũng có nói chuyện, nó hỏi thăm này nọ, cũng nói lên đây về nó kìm cô Hồng vậy đó. Giờ... nhưng mà chưa đây coi có cái tin của bên cô Hồng nhắn gửi gì hay là hoặc có lên tiếng gì đối với tôi đó, thì tôi cộng vào đó tôi đưa về gia đình là... cái tin cộng vào đó để báo tin cho con cái biết luôn nè. Dạ là cái lúc ở ngoài đi là coi như không báo cho con cái biết, mà ví dụ như là ra gặp cô Hồng là có tin gì là báo về cho con cái bất ngờ hay sao ở ngoài. Bây giờ nói chung là ông ngoại đi á, thì trời thật chiếc này đi tìm cô Hồng mà nó đi, mình đi bằng một cách nó vu vơ, nó không có nắm được cái chân cẳng gì cho nó, không có nắm được cái gốc á, thành ra chính xác tao đi á, bây giờ sao cũng biết sao mà nói cho con, cho nên ta đi không có cho con nó hay, mà tính chừng nào gặp cô Hồng á rồi mình sẽ cho con nó hay. Chứ lâu nay thì tao đi kiếm vợ thì coi như là cũng không có cho con hay, mà con đã thấy nó cũng không có nói gì hết trơn á. Nhưng mà bây giờ nói chung là nó đợt này thì tao không có cho hay, nhưng mà cách kiếm gặp mình mới cho hay. Hồi xưa giờ là mình lên đây mình kiếm vợ cũng vài ba lần rồi, mà cũng chưa gắn kết nói được với ai. Ngày hôm nay thì thấy trong lòng là ưng cô Hồng quá trời quá đất. Biết sao giờ mày có muốn là ngoài hát được không? Được chứ, tao ngoài hát cũng nhiều bản. Ôi hát được luôn. Ừ vậy mà lại làm một bài gửi tới cô Hồng cũng như quý vị khán giả được không? Rồi bây giờ vì là của cháu giới thiệu thì bây giờ ông ngoại sẽ hát bài theo điệu Tấn Phong. À dạ. Ừ. Mừng xuân thấy không? À dạ. Bây giờ xuân cũng gần tới rồi, tháng này tháng 9 rồi. Thì bây giờ coi như bài ca này mừng xuân. Dạ. Hôm nay xuân về đến nơi, chúng tôi ca hát để ăn mừng ngày xuân thanh bình. Chúng ta cùng nhau trong ba ngày xuân, chúng ta cùng ca hát chúc bá gia bước sang năm mới tiền bạc dồi dào. Mừng sang năm đánh lúa đựng đầy bộ. Mừng chủ gia sống gia lão ba niên. Mừng xuân cùng nhau nhịp khúc ca mừng xuân, sang năm mới này nhà nhà được sống yên vui. Mừng chúc xuân ta cùng hát ca. Có một cái bài gì mà nói về cái tình yêu á, để gửi đến cô Hồng thì ông ngoại tự ca cho khán giả, cũng như là cô Hồng có xem được chương trình đó thì cô Hồng thấu hiểu được cái tình cảm của ông ngoại dành cho cô Hồng vào cái thời điểm này. Tôi nghe nói tiếng cô Hồng lòng tôi thấy nao nao, thương làm sao, thương làm sao, ôi biết bao là thương. Đó rồi đó. Nói chung là cái tình cảm nó không biết sao nói nữa. Dạt dào đối với cô Hồng. Nên là ông ngoại U77 đã lặn lội một cái quãng đường khá là xa từ mãi dưới Sóc Trăng mà ra đến Bình Thuận. Trong khi đó là coi như cái thông tin của cô Hồng thì cũng vu vơ, nhưng mà ông ngoại coi như thử bất may hay là như thế nào ở ngoài mà coi như ông ngoài cắp đồ cắp tạc đi như vậy ở ngoài. Bởi vì cái tình thương đó bây giờ sông sâu cũng lội mà mấy núi cũng trèo, bởi vì cái tình thương nó không vô hạn định. Bởi vì mình không mến người đó, mình không nghe lời nói thì mình đâu có mến, mà mình nghe lời của cổ nói, cái sự yêu cầu của cổ thì đối với tôi đáp ứng đầy đủ cái chuyện đó. Cô Hồng mà về đó rồi thì coi như cô Hồng muốn cái nhà bé lớn, tôi cất nhà mới cho cô Hồng đàng hoàng này, và con gái cô Hồng đó về để cộng sự với cô Hồng làm ăn, tôi cho đất luôn, cất nhà rồi cho đất luôn, rồi tôi có qua đời nữa thì quyền sở của bà có hưởng luôn, giấy tờ đàng hoàng. Một cái nữa mà khán giả cũng như là bọn con cũng đang rất quan tâm, trước khi ông ngoại đi á
thì có ai xúi ông ngoại đi hay là coi như như thế nào không mà ông ngoại coi như là cắp đồ cắp đạc đi mà không nói với ai vậy? Không, tôi bị gì đi kiếm cái này nó cũng mình thấy nó cũng không có được chính xác lắm. Mình đi kiếm chừng nào gặp rồi mình mới cho con cái mình hay. Sợ rồi kiếm không biết gặp hay không. Nhưng mà sự thật là nó không gặp. Là ông ngoại là nghe cái con tim mách bảo là coi như xách ba lô lên đi vậy thôi. Ừ nghe cái bán. Không có ai là coi như chú ông ngoại đi hoặc là coi như không có ai coi như bảo là coi như ông ngoại phải nghe bà lên mi đâu đó. Rồi mình nghe bà nói chuyện. Mình đủ cái khả năng bảo đảm được cái sự yêu cầu của bà. Đó thì mình mới tìm. Chứ mình không có cái khả năng đó thì chắc mình cũng không tìm làm gì. Mình đủ khả năng để mà lo cho cái chuyện nhu cầu của bà. Do đó mà tôi mới đi. Nè cô Hồng nha. Cô Hồng nha cô Hồng. Cô Hồng lên đăng tải trên cộng đồng mạng với một cái clip trên kênh Quỳnh Phi như thế nào để ngày hôm nay khiến cho ông ngoại U77 ngày nhớ đêm mong như vậy nha cô Hồng ơi. Rồi bây giờ cô Hồng lại cắt đứt mọi liên lạc trước cộng đồng, trước nhóm anh em tụi con. Rồi cô Hồng lại không liên lạc tới với ông ngoại. Thì quá ra bây giờ lại là làm đau xót cho ông ngoại, cái người tuổi già đang mong ngóng cái tình yêu như cô Hồng. Cô Hồng nói yêu thương ông ngoại rõ ràng trước cộng đồng. Bây giờ đoạn video đó vẫn còn trên kênh. Thì quý vị thì khán giả nghĩ như thế nào khi mà lúc này đây cô Hồng lại tắt máy điện thoại? Như thế nào thì cô cũng phải lên là đính chính nói chuyện với ông ngoại. À ngày hôm đó em thật sự nói yêu anh hay như thế nào? Hay là ngày hôm đó em chỉ là đùa cợt bâng quơ với cái tình yêu tuổi già của ông ngoại thôi? Hay là dưới một cái sự ngăn cấm nào đó của con cái hay sao để là cản trở cái tình yêu tuổi già của hai người? Và thực sự cô có yêu thương ông ngoại U77 hay không? Thì lúc này mong là cô xem được những cái đoạn video lan tỏa về ông ngoại đang đi tìm kiếm cô để là lên nói trước cộng đồng và đối diện với ông ngoại. Cũng từ đoạn video clip mà cô đăng tải trên cộng đồng, nó hóa ra cái cơ sự và cái sự việc như thế này. Để ông ngoại từ khu vực là Sóc Trăng xa xôi lặn lội lên thành phố, rồi nửa đêm nửa hôm lại là đi ra tới khu vực Bình Thuận. Để giờ đây quý vị khán giả cũng như cô có thể thấy là ông ngoại chỉ ôm một cái túi xách và đi kiếm cô Hồng trong vô vọng. Đó đó cô thấy chưa, cô thấy chưa? Và nếu mà có một cái sự việc đến từ cái sự ngăn cấm của con cô thì cần phải xem lại. Nếu mà những cái người lớn tuổi họ cảm thấy là mến đến được với nhau thì không nên là ngăn cấm cản trở như vậy, thì nó lại là không đúng, đúng không ngoại? Đúng rồi, đúng rồi, đâu có. Giờ ta nói con chăm cha hay con chăm bà không bằng là ông bà chăm sóc nhau. Đúng rồi, thì cái chỗ đó là tôi cũng hy vọng ở chỗ đó. Là cái tâm trạng của ông ngoại bây giờ là như thế nào? Ông ngoại bây giờ kiếm không được rồi, tao buồn quá rồi chứ còn gì nữa giờ, có gì hơn? Là giờ là ông ngoại là đang trong cái tình trạng là tuyệt vọng. Ừ, để giống là không có còn được nào kiếm được hết. Nhưng mà ở đây cái là ông ngoại không biết được cái số điện thoại của Hồng luôn mà dám đi lặn lội bắt xe ra tới ngoài này mới ghê chứ. Thì cũng là do cái đoạn video mà cô Hồng đã nói là thương ông ngoại, thì coi như cái tình yêu là coi như nó trỗi dậy thì ông ngoại mới lặn lội là đi như vậy. Ừ, nó có vậy đấy, mẹ nghe má nói vậy là cái khả năng mình đáp ứng được cái chuyện đó. Dạ. Thì mình tính là bả về đó là ăn tiền thôi. Còn nếu như không có cái đoạn video của cô Hồng đăng tải lên mạng xã hội thì chắc chắn đúng giờ không? Này ông ngoại vẫn đang ở dưới Sóc Trăng. Vậy là bây giờ ông ngoại, từ lúc mà ông ngoại xem clip cái đoạn video của kênh của con đăng tải lên á, thì lúc đó là ông ngoại trong cái tâm trí ông ngoại lúc đó là sẽ nghĩ như thế nào ông ngoại? Thì tao cũng mừng, lấy lòng làm mừng. Bởi vì có người yêu thương mình vậy mà có cái nghề nghiệp vậy, mà đất đai thì bây giờ nó nhà cửa tao có, tiền bạc mình cũng có, thì mình đáp ứng được cái nhu cầu đó, cho nên ý định là tao đi tìm được cặp cô Hồng là coi như cái tuổi trở về chiều là nó được hạnh phúc cho cuộc đời của tao dữ lắm. Vậy là ông ngoại khi mà xem xong clip là tự động
tự một mình lên mình luôn, là đón xe đi luôn, không có thông qua ai hết, thông qua hết trơn. Bị mình đi cũng biết cái khu vực Bình Thuận mà đi thôi. Rồi mình nghe đi à, chứ cũng không cần nói gì tới anh em YouTube là hay là con cái gì hết. Tự một mình lên đi luôn ra. Ủa vậy rồi nếu ví dụ như ông đi tìm gì đó, ông biết là cái khu vực Bình Thuận nó rất là rộng lớn, rồi ông tìm sao? Thì tìm như vậy mấy cái quán cà phê. Trời. Rồi mình hỏi đi vòng vòng chỗ nào có đông đông người thì mình vô mình hỏi coi biết cái tên cô Hồng không. Trời ơi. Rồi có người con gái đó và hỏi không ai biết hết trơn. Không ai biết luôn. Giờ là ông ngoại tương tư một mình ôm ba lô trên người. Vậy bây giờ ông ngoại tính là ví dụ như ông ngoại tìm không ra thì ông ngoại sẽ tính bước tiếp theo sẽ làm cái gì? Thì bây giờ nhóm chờ để cho hết ngày nay coi cô Hồng có bắt được tin của ông ngoại không. Ông ngoại á, thì cô Hồng trả lời cho ông ngoại biết cô Hồng chịu ông ngoại hay là về ông ngoại được hay không. Cô Hồng cứ mạnh dạn trả lời cho ông ngoại biết rồi ông ngoại sẽ tính tới nữa. Chứ bây giờ ông ngoại không thể là hứa được cái gì với cháu cái gì chứ. Dạ bây giờ con hỏi một cái câu hỏi như thế này nè, nếu ví dụ như cô Hồng ngày hôm nay xuất hiện trước mặt ông ngoại thì điều đầu tiên ông ngoại sẽ làm gì đến với cô Hồng hả? Nếu ví dụ như cô Hồng xuất hiện trước mặt ông ngoại sẽ làm được điều gì? Chắc là tao ôm tao hung bỏ cái quá trời, tao thương bỏ quá trời nữa. Bỏ nói chuyện thấy như vậy thương. Còn cái thứ nói đi ngoài. Thì nói chung là cái gì? Ông ngoại cứ nói cái việc của mình cứ chia sẻ đi, còn cái chuyện của ngoài cứ ngoài lề thì thôi. Thì bây giờ nói tóm là cái chuyện mà gặp đó thì nói chung là tao nói cái đó là cũng quá, nhưng mà bởi vì cái quá sự mình mong mỏi mà gặp Hồng, mà gặp Hồng chắc ôm cô Hồng hung cái là bày tỏ cái tình cảm chân thành. Hung bằng cái sự thật mình đi tìm vậy đó. Dạ là lúc đó là mình ôm mình hung liền. Hung bao nhiêu cái? Hung không biết bao nhiêu nữa, hung rồi kìa. Bây giờ con hỏi ông ngoại một cái câu tế nhị gì. Mấy lâu nay thật sự rất là nhiều người đang thắc mắc về cái vấn đề của ông ngoại. Con hỏi ông ngoại bây giờ ông ngoại còn sung sức nổi không? Trời đất ơi, tao với sức vậy mà hỏi gì, tao mạnh khủng. Bây giờ nói chung là cô Hồng không biết bao nhiêu ký, chứ tao hứa mẹ tao mẹ ở nhà cũng là bưng chạy tốt. Giữ người ta. Bưng chạy tốt. Quá trời quá. Giữ thì cỡ nào chắc luôn. Ông ngoài có điện thoại. Ông ngoài có điện thoại chứ có gì. Ông ngoài nghe điện thoại đi, ông ngoài nghe điện thoại đi. Dạ, Nam xin chào tất cả ông bà, cô chú, anh chị đang theo dõi kênh Lan Ra Kiên Giang. Thì bên Nam có bán nước cốt nhào mật ong gừng nguyên chất gừng sơn la. Nước cốt nhào thì đặc trị đau nhức quai gáy, đau xương khớp, đau thần kinh tọa, đau cột sống. Thì ông bà, cô chú, nào anh chị nào muốn mua nước cốt nhào và mật ong gừng thì hãy giống như là Nam để trên màn hình. Thì ông bà, cô chú, anh chị hãy liên hệ về số điện thoại của Nam để mình giữ, để mà Nam sẽ giao hàng tận nơi, cũng như là ship hoàn toàn miễn phí toàn quốc nha cả nhà.